30 phút rồi, liệu đã có con gì nó bơi vào lưới chưa nhở? Hình như nó có rồi đấy. Em nhìn thấy có cái gì đen đen cuộn quậy kìa. Ui, nặng đấy. Ôi, trời ơi. Nhiều đấy. Cái dây gì đây mà chả thấy có lá nhở? Dây này quen quen, đào thử lên nhá. Ôi, ôi trời ơi. Ôi ôi, mọi người ơi. Là cổ đâu, không ngờ cả ngày đen đủ rồi. Tối đến thì may mắn thế này. Ở tập trước, sau khi đưa Ruby, Hà Anh và Minh Quân lên đảo hoang thì Gia Bảo đã trở về nhà trước. Liệu Gia Bảo có quay trở lại để đưa ba người bạn của mình trở về đất liền hay không? Mời các em cùng đón xem video ngày hôm nay nha. Ui, lâu lắm rồi mình mới được nhìn thấy cái đùi gà ngon như thế này. Ui, ôi thơm quá. Cười cho lắm vào. Đấy, hai đứa ấy. Chị đang mơ được ở nhà ăn đùi gà. Tự nhiên hai đứa chìa cái tay vào làm gì? Chị không thấy trời sáng nhỉ? Bọn em thì dậy từ lâu rồi mà chị cứ ngủ mãi. Đêm qua chị có ngủ được tí nào đâu, chị nhắm mắt bỏ đấy thôi. Đúng rồi, chị Ruby chỉ nhắm mắt bỏ đấy từ 8 giờ tối hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau thôi mà. Lâu thú thật quá. Ôi, cuối cùng thì chúng mình cũng trải qua một đêm ở đảo hoang này rồi. Nhưng mà ngủ dậy đói bụng quá. Thế thì đi kiếm đồ ăn đi chị. Vừa nãy bọn em thì đi rồi, nhưng mà sợ chị dậy không nhìn thấy bọn em lại khóc nhỉ, cho nên phải đợi chị dậy đây. Đúng rồi, đi nhanh lên, em đợi lắm rồi đấy. Thế thì nhanh lên. Hôm qua bọn mình cũng đi kiếm rồi, nhưng mà hôm nay lại đi kiếm tiếp xem còn đồ gì ăn nữa không. Đi nhanh lên mấy đứa ơi. Ôi, đi rõ lâu rồi, tận 1 phút rồi mà vẫn chả có gì ăn các bạn ạ. Tận 1 phút rồi mà vẫn chả có gì ăn các bạn ạ. Ai hốt thì mà. Cái đảo hoang này chỉ có cây cỏ và cây lau này thôi. Giá gì cây lau này mà ăn được thì rất nhiều đồ ăn luôn đấy các bạn ạ. Ê, cây lau này chỉ chơi được thôi. Thổi đây. Ơ, không bay được. Wow, thôi đi tìm tiếp. Ở trên đảo hoang có mỗi cái cây là có quả thôi. Đây này. Nhưng mà quả lại không ăn được. Thế mới đau chứ. Hả? Vì mày có gai nên lên cá nhá. Là anh ngã phải em mà. Thích quá. Ở nhà làm gì có cái này mà chơi. Chị Ruby ơi, Minh Quân ơi, hình như trên đảo này có người kìa. Ôi, cứ tưởng trên đảo hoang này chỉ có ba chị em mình thôi, ai ngờ có thêm người chứ. Chắc là lữ rồi. Cô gì ơi? Chị ơi. Sao cái chị này kêu thế nhở? Để em. Nhẹ
nhảy với cái đài này mệt quá các bạn ơi. Chắc là ở trên đảo băng lâu quá nên bị ấm đau rồi, cứ nhảy được một tí lại tịt. Cái đài này không ăn được, bỏ đi. Bỏ đi chứ. Hả? À không, người mới. Mọi người rủ nhau lên đảo hoang chơi mà chả rủ em gì cả. Vừa nay Gia Bảo nói em mới biết đây. Gia Bảo á? Gia Bảo đâu rồi? Đúng. Gia Bảo đâu rồi? Đâu? Gia Bảo vừa đưa em ra đây, xong rồi về rồi ạ. Ui rồi, thế cậu không biết Gia Bảo chính là người lừa bọn tớ ra đây rồi bỏ bọn tớ ở đây à? Tớ không, tớ đâu biết đâu. Thế là Gia Bảo cũng vừa là tớ ra đây mà đúng không? Đúng rồi, hiểu ra vấn đề rồi đây. Thôi, bọn tớ ở đây từ hôm qua đến giờ đã thèm khóc đâu. Ui dồi ôi, hai anh này. Khánh Linh, khóc tiếp đi, nhìn lên để chị hứng. Cái gì vậy anh ơi? Giờ chị chưa có giọt nước nào vào bụng rồi. Nhìn lên, còn treo em nữa. Anh đúng rồi, Khánh Linh đang ba lô mà. Bà đó là em đi. Chắc chiều nó ăn lắm đây. Bà nó to như thế này cơ mà. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Sao lại có mỗi một cây son thế này? Ôi dồi ôi, Khánh Linh ơi, đi du lịch trên đảo hoang mà sao em mang mỗi cây son thế? Đi đâu em cũng phải mang theo son thì mới tự tin được chị ạ. Cái gì vậy bà nội? Em mua xong còn thấy tự tin thế nào đâu? Ôi ôi trời ơi, thấy cái gì đây nhở? Hoa này chắc là không ăn được. Mọi người ơi, tìm kỹ vào nha. Ồ, cái gì đây này? Ôi trời ơi, thì ra là cái cốc sách. Chán thật đấy, tự dưng lại có thêm người. Giờ mà tìm được đồ ăn lại phải chia bốn. Tìm từ sáng đến chiều rồi mà vẫn chưa tìm thấy đồ ăn. Chẳng lẽ lên của khô? Lên của khô. Hôm nay ngày gì mà toàn vấp đi các bạn nhở? Cái bay. Yeah. Cái này mình tí nữa có thể sử dụng để đào dễ tìm đồ ăn hơn. Hả? Mệt quá. Quá mát nữa. Không biết là chị Ruby với Minh Quân tìm được đồ ăn gì chưa? Nani? Châu chấu ở trên đảo hoang này béo quá. Nhưng Quân ơi, lát nữa bắt được hai chị em mình ăn chung nhá. Vâng. Cẩn thận ông bay mất đấy. Ôi trời ơi. Ôi trời. Đây. Ở trên này rồi. Đây. Ôi đừng chạy nữa. Chạy. À, bắt được rồi. Các bạn ơi, đây. Ôi, siêu to luôn. Chạy. Mình tự giết đi. Có đồ ăn rồi. Bây giờ mà có thêm nước chấm nữa thì anh ạ, nước uống nữa thì hết nước chấm. Ôi trời ơi. Các bạn ơi, thấy gì không? Một chai nữa. Ôi, mình ngửi thấy mùi vắt cơ đa sử dụng. Cái gì vậy bà nội? Đến giờ chưa được ăn uống gì cả. Bọn chị còn tớ tối qua chưa được ăn gì đây này, còn chưa muốn nói đâu. Này, tí rồi xong rồi lại đi kiếm đồ ăn tiếp nhá. Vâng. Hả? Ồ, cái gì nó cứ buồn buồn sau lưng em ấy nhở? Cái gì là cái gì? Ôi trời. Cứ tưởng con chuột to thế nào, ai ngờ bé con côn bằng ba ngón tay các bạn. Ui cắn mày. Chuột lưỡi ngòi ngon này. Ôi trời ơi. Nướng con chuột này á.
Vâng. Thì nó nhìn nó đáng yêu thế này mà đòi ăn nó. Để lui. Đã có 4 người rồi, tự nhiên lại phải lui thêm 1 người nữa. Nani? Đồ ăn thì chưa có, còn đòi lui. Ở đây có gì ăn không? Hả? Không ai trả lời chắc là không có rồi. Ôi trời ơi, ở đây có 1 dây khoai lang này. Không biết ở dưới có gì không? Ui, sắp có đồ ăn rồi. Đây rồi, đây rồi. Ôi, có điện thoại rồi. Mày ơi, chị tìm thấy điện thoại này. Mày ơi. Dây khoai lang mà lại để ra điện thoại à? Dây khoai lang, điện thoại đi này. Không có đồ ăn nhưng mà có điện thoại. Bây giờ chị sẽ gọi điện cho mẹ chị. Mẹ ơi, ra đón con nha. Tiên tử, gọi cho mẹ em nữa nha. Cả mẹ em nữa. Hả? Điện thoại hỏng. Này Khánh Linh, con đi tìm chỗ khác đi, cứ đi theo Mai Tố đây. Phải đi theo cậu, có đồ ăn để cậu có chia tớ chứ. Úp, cái này lại dài đấy nhở. Ui, dài đấy. Cho tớ nữa. Nani? Hoa bảo trên đảo hoa trong truyền thuyết hay sao? Hoa bảo đẹp thế nhở? Ý, đẹp thế. To hơn cả cái dây này của mình luôn. Nhìn mình sang chảnh chưa này? Nhưng mà trên đảo hoa vàng, đá quý hay kim cương không có giá trị gì đâu. Thôi chúng mình cần bây giờ là đồ ăn cơ mà. Thôi đi kiếm lại đi tìm đi. Hả? Mình lại tìm được 1 dây khoai nữa rồi. Hy vọng ở dưới có khoai. Mong là có củ khoai. Đâu rồi? Khoai nào quá. Chị không chia cho. Vì có 1 củ khoai mà 4 cái màu muốn ăn, cho nên chúng mình quyết định sẽ xoay vòng vây 10 vòng. Sau đó ai mà đến lấy củ khoai trước thì người đó sẽ được ăn. Ok không? Ok. Được rồi, vậy đi bây giờ. Bắt đầu. 1, 2, 3. Nani? Chơi game xong nhưng mà chúng mình vẫn chưa phân được thắng bại, cho nên quyết định ăn chung. Vâng. Nhưng mà phải nướng lên thì mới ăn được. Vâng. Giờ 3 đứa ở nhà trông coi đi, chị sẽ đi kiếm củi. Vâng. Đi. Chị Ruby đi kiếm củi lâu đấy nhở? Em để nhân rồi. Chị cũng thế. Hả? Chị một phần. Chị xin. Chị một phần. Em một phần. Đang đòi có khác ăn quay sống không ơi? Ăn quay vừa đưa đợt vừa đưa khát. Ăn xong miếng quay này là cũng lấp được 1 góc dạ dày rồi đấy. Mới đi có 1 lúc thôi mà kiếm được bao nhiêu củi này. Củi đây nữa này. Đấy, nhặt hết vào đây. Nghĩ đến khoai nướng thôi là sướng quá. Đây. Chỗ này chắc là đủ nướng khoai rồi đây. Hả? Cái lúa này không biết có làm gì không nhỉ. Nhưng mà thôi kệ. Để vào đây. Mày đứa ơi, củi ba nướng khoai đây. Nướng khoai. Nani? Đây,
khoai đâu. Nó vâng. Mày cái đó này, ăn vụ mà không biết trời biết. Bây giờ ba đứa đi kiếm đồ ăn đi. Này, tao đấy. Vừa nãy chị thấy ở bên kia có vũng nước kìa. Ra kia kiếm đồ ăn. Nếu như mà không kiếm được gì á thì tối nay ngủ ngoài đường. Ơi gì, đi. Vớ vẩn, vớ vẩn. Làm sao để thả lưới xuống được? À, có cái cây này. Mắc cái lưới. Ba mươi phút rồi, liệu đã có con gì nó bơi vào lưới chưa nhở? Hình như là có rồi đấy. Em nhìn thấy có cái gì đen đen cuộn cuộn như kìa. Đâu, để chị. Ui, ui, nặng đấy. Ui, trời ơi. Ui, nhiều đấy. Nặng về lửa nhanh như thế này. Chết rồi, đất mất rồi. Ui, đâu rồi? À, đây rồi, đây rồi. Nani? Ui, khoai. Mà kiếm được dây khoai là thích lắm đây. Thì vẫn còn hơi hơi sáng một tí, đi tìm tiếp. Cái dây gì đây mà chả thấy có lá nhở? Dây này quen quen, đào thử lên nhá. Đây, xem nào. Ôi, ôi cái gì ạ? Ôi, ôi rồi. Ôi ôi, mày ơi ơi. Là củ đâu? Không ngờ cả ngày đen đủ rồi, tối đến lại may mắn thế này. Hai củ quay, một củ đâu? Tôm này. Bọn em vừa kiếm ở đằng kia được cái vị này. Ôi rồi, chắc là ai xin chỗ xong để quên đấy. Cho lên đây, cho lên đây, nhìn lên. Cho lên đây. Ôi, đặt tôm lên. Tôm lên. Yeah. Ôi rồi ôi, mấy đứa siêu thế nhở? Bắt đầu ngửi thấy mùi thơm rồi đây. Ui, đang vàng rồi này. Sắp chín rồi. Khỏi ra đằng kia ăn cơm vậy cả. Khỏi ra đằng này đập đầu. Đập đầu. Lấy đá đập đầu. Trời ơi. À, đá đập đầu. Không biết thì hãy nói. Ui ơi. Mấy con tôm chín rồi. Im. Đấy. Đập mất luôn. Ui ôi. Ở nhà cũng chưa bao giờ được ăn tôm to như thế này. Tự nhiên lạc ở đây lại được ăn tôm. Ý, nghe tiếng bắp tôm thôi đã thấy giòn rồi. Ui đắng quá. Ôi, thơm quá. Tôm ngọt cực kỳ luôn, chắc thịt. Từ sáng đến giờ mình đều ăn con tôm các bạn ạ, ngon quá. Đang đời có khác, ăn quay sống cũng ngon. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Mấy cái đứa này, ăn nhìn như chết đói chết thèm từ bao giờ ấy. Ăn tôm này thì phải ăn theo kiểu quý tộc. Nhìn chị đây này. Cái gì dám ăn nói? Ai dám quý tộc? Quý tộc quá. Quý tộc. Yo! Thì khoai cũng chín rồi, để chị lấy ra nhá. Ui, khoai đen như than ấy. Khoai nướng này, vàng ươm luôn. Yeah. Ngọt cực kỳ nhá. Ui. Ôi, nóng quá, nóng quá. Ui, siêu ngon luôn. Ơ, nào.
đàm. Bụng đã no, trời cũng đã tối, chẳng lẽ đêm nay lại phải ở đây sao? Ôi, chị không muốn ngủ ở đây đâu, tối qua đã mất ngủ rồi. Em muốn về nhà. Mình muốn về nhà. Ai cũng muốn về nhà. Nhìn kìa, ở kia có bóng điện kìa, nhưng mà xa lắm này, còn có cả sông nữa, làm sao mà bọn mình bơi sang được? Hello mọi người. Ôi trời, sao mà mọi người có muốn về không? Có. Nhưng làm sao mà về được? Ơ kìa hả anh? Xa bảo đến đây bằng cái gì? Thì sẽ đưa chúng mình về bằng cái đó. Đúng rồi. Chính xác luôn. Mọi người đã hoàn thành thử thách sinh tồn trên đảo hoang, nên bây giờ em sẽ đưa mọi người về.